Chào tất cả các bạn. Mình chia sẻ cho các bạn cách và chăm sóc cây vú sữa quần kim con mới trồng. Đây là cây vú sữa quần kim con mới trồng khoảng mấy ngày nay. Khoảng một tuần nha các bạn. Cây bắt đầu lú đọt non. Các bạn thấy ha. Cái cây vú sữa quần kim trồng này thì mình đắp mô thì cũng gần chừng thôi nha các bạn. Cái mô của nó bằng bằng cái nó cây thúng dê được rồi. Mình trồng thì xuống thì mình sẽ mồi bón lót phân hữu cơ nha các bạn. Như cái nền đất này nè. Với chân bầu vú sữa và gốc vú sữa quần kim thì mình sẽ lót phân hữu cơ. Hữu cơ vô chân cái bầu đáy dưới đáy bầu các bạn, em cho cái bầu rễ cây vú sữa mình nó mau bắt đất, nó mau thấm phân, nó mau phát triển, mình khỏi cần dùng phân hóa học lúc mà cái cây mới trồng. Đó là cái bí quyết của mình chia sẻ đến các bạn. Phân thường thì mình sẽ dùng phân hữu cơ. Hữu cơ đó như phân gà. Thường thì mình dùng phân gà với phân dơi hay là phân bò nữa nha các bạn. Mình sẽ bón lót dưới phần đáy nè. Rồi mình để dưới phần đáy rồi mình lắp bầu lên nha các bạn. Lắp bầu lên, lắp đất lên thì cái bộ cái phần phân hữu cơ mình nó nằm giữ dưới đít vú sữa quần kim mình á, thì cây mình mau phát triển rất là nhanh luôn. Các bạn để ý ha, nếu mình đã mồi lót phân hữu cơ rồi thì mình sẽ tưới nước thường nha các bạn. Nếu mà thắng nắng á, thì mỗi ngày mình đều mỗi tưới hết ha, tưới cho cây quần kim mình mau phát triển nha. Nếu mà thiếu nước thì cái cây mình nó không lớn nha các bạn. Các bạn để ý ha, cái cây mà mình bón phân rồi ha, đủ nước rồi đó ha. Một tuần, một tháng, hai tháng ha, các bạn thấy là cái cây mình nó sẽ lớn như thổi luôn nha các bạn. Mình bảo đảm với các bạn luôn 100% luôn, nó sẽ lớn như thổi luôn. Những cây này mình bón xong rồi ha. Bây giờ nó ra đọt non nè, đọt non mới luôn ha. Nó cực nhanh luôn nha các bạn. Với cây hột này nó ra nó lớn và cực nhanh luôn á. Với cây vú sữa quần kim con này thường bị sâu ăn nha các bạn. Nó thường bị sâu ăn cắn đọt. Thường mấy con gầy gầy đen nữa. Thường nó ăn gầy đen với mấy con bỏ đen nữa các bạn. Nó cắn ăn đọt với ăn lá non. Cây quần kim con này thì khoảng 10 ngày mình xịt thuốc sâu xương xương qua lần nha các bạn. Đó, xịt thuốc sâu xương xương qua lần thì cây mình không còn gì ăn hết trơn á. Mình xịt loại thuốc sâu nào cũng được hết, yêu cầu chỉ mấy con này là được rồi. Nếu mà tháng nắng á, tháng nắng các bạn muốn ít tưới mà giữ độ ẩm cho cái bầu này thì các bạn đậy gom hay là cỏ mục đó, đậy phả trên bầu nè. Không thì các bạn bầu sình ha, bầu sình cũng rất là tốt luôn. Nó chất sình, nó có chất phân hữu cơ mình nuôi cho cây hoàng kim mình rất là tốt. Sình rất là tốt luôn nha các bạn. Tháng nắng, còn mà tháng này thì tháng mưa rồi. Tháng mưa thì các bạn không cần bồi sình hay đậy gì hết. Cái bầu các bạn bầu đất thì các bạn để gì đi. Nếu mà tháng mưa để gì? Cái gì cho nó thoáng mát. Nếu mà tháng mưa mà các bạn bồi sình đậy lại làm thì nếu mưa dầm á các bạn, nếu mưa dầm thì cái bầu của mình nó sẽ bị lèn, bị lên sình, mau uống nước, cái cây mình nó bị thối rễ, lâu phát triển nha các bạn. Nếu mà tháng mưa,
tháng nắng thì mình cứ việc đậy tưới nước thường là được rồi. Nếu mà có cây cao khoảng khoảng 5 tấc nha các bạn. Nếu mà cây cao khoảng 5 tấc thì các bạn sẽ dùng phân phân hóa học được rồi. Còn cái cây này nó cao khoảng nó có 2 tấc à. Ha. 2 tấc thì cây này chưa có dùng phân hóa học được. Khoảng 5 tấc thì các bạn sẽ dùng phân hóa học tưới phân là được rồi. Ở với phân hóa học thì các bạn tưới phân đạm, đạm được rồi, chỉ mình dùng đạm thôi. Vậy ngâm rồi các bạn tưới vào gốc, vào cái bộ rễ này nè, mình tưới lật lật là được rồi. Như một thùng mình quậy mình tưới khoảng chục 20 cây 10 cây là được các bạn. Đối với cây con á, mình tưới xong thì mình tưới buổi sáng, thì buổi chiều mình sẽ quay lại xả nha các bạn. Các bạn nào mà tưới phân nếu mà không xả thì cái bộ rễ nó sẽ bị ruột rễ nha các bạn. Tưới phân thì mình sẽ xả nước, còn nếu mà bỏ hạt thì cũng được, nhưng mà nó không có bằng mình ngâm phân mình tưới nha các bạn. Ngâm phân mình tưới nó sẽ tốt hơn, cây mình nó phát triển hơn. Cái bầu của mình bắt đầu nó đất nó khô rồi nha các bạn nè, đất nó khô lần lần nữa nè. Cái bầu gì thì mình sẽ chiều nay mình sẽ tưới nước nha các bạn, tưới nước giữ độ ẩm cho cái cây vú sữa hoàng kim của mình nó không có bị mất nước. Khô, đất khô rồi, nắng qua với bữa nay là cái bầu mình đất nó khô rồi. Các bạn nào mà có ương vú sữa hoàng kim trồng thì thường thì nó ra khoảng 3-4 lá mình đem đi trồng được nha các bạn. Nếu mà các bạn để ra nhiều lá quá thì cái bộ rễ của mình nó lúc mà nó còn trong bầu mình chưa đem đi trồng, cái bộ rễ nó ra nhiều nó sẽ lú ra ngoài. Lúa ra ngoài thì mình lấy lên thì nó sẽ rễ dưới chân nó sẽ bị đứt, cây vú sữa hoàng kim mình nó sẽ bị mất sức nha các bạn. Đem đi trồng thì cây mình nó bị mất sức, nó bị đứt rễ. Còn cây mình nó ra mới khoảng 2-3 lá các bạn, 2-3 lá mình đem đi trồng là được rồi. Tại vì trong bầu nó chưa có lúa ra, rễ còn nằm trong bầu nó chưa có lúa ra ngoài, chưa lúa ra ngoài thì mình trồng xuống đất là hết luôn các bạn, là bắt đầu rễ nó đâm ra khỏi bầu, là cây mình không bị đứt rễ, là không có bị mất sức. Đó là cái bí quyết của mình chăm sóc trồng rất là hiệu quả, mau tốt lắm luôn nha các bạn. Thôi video tới đây mình xin kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem, tham khảo cách mình chia sẻ đến các bạn xem nha. Hẹn các bạn những video mới.